bây giờ là ai nè? Bỏ 1.000 tỷ đâu, tôi lấy những kim cương này tôi cho vô quỹ mặt trận Tổ quốc liền. Thì cái viên mà cô Phương Hằng đang đấu giá 1.000 tỷ, thì theo mình được biết lúc trước cô có show một cái giấy JA ở trên livestream của cô, thì đó là một viên 45 carat và cushion cut nước D và độ tinh khiết là Velvet One. Từ cái viên đó thực sự rất khủng khiếp, tại vì mọi người không biết đâu, thường những cái viên mà kim cương mà to to như vậy á, chủ yếu là những viên cái nước nó sẽ thấp một tí xíu, ví dụ như là nước J, nước K nó sẽ hơi vàng tí xíu, nhưng mà viên của cô Hằng là viên một viên nước D và Velvet One. Cô Hằng đã mua cái viên đó trong một cái cuộc đấu giá nên là giá trị thực sự có thể sẽ rất là cao, thậm chí là cái giá 1.000 tỷ cũng có thể là khả thi. Như mọi người đã biết thì cô Phương Hằng đang rao bán những kim cương này với giá 1.000 tỷ và đã có số tiền đó cho quỹ của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì mình cũng rất là mong là cái viên kim cương siêu phẩm 45 carat này sẽ gặp được đúng chủ và quỹ mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có được một cái khoản rất lớn để ủng hộ cho đồng bào, để giúp đỡ đồng bào.